Theo Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh thì thời gian vừa qua, tình trạng cây xanh trồng trên vỉa hè bị xâm hại diễn ra phổ biến ở hầu hết các quận huyện. Điều này làm ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và về lâu dài thì cây xanh dễ bị chết, gãy đổ, làm mất an toàn cho người dân. Theo thống kê, trong năm 2017 có khoảng 450 trường hợp cây xanh bị xâm hại. Trong đó thì các hành vi phổ biến như là tự ý chặt hạ, đốt gốc, đổ chất độc hại nhằm cản trở sự phát triển của cây xanh. Các hành vi xâm hại cây xanh thường xảy ra trong khu vực có công trình xây dựng, cây trồng trước các hộ dân và cửa hàng kinh doanh buôn bán. Sở Giao thông Vận tải thành phố đã đề nghị Ủy ban nhân dân quận huyện và các khu quản lý giao thông đô thị, Trung tâm quản lý đường hầm sông Sài Gòn chấn chỉnh xử lý tình trạng cây xanh bị xâm hại. Để bảo vệ và phát triển hệ thống cây xanh trên địa bàn thành phố, Sở Giao thông Vận tải thành phố đề nghị các đơn vị liên quan tăng cường phối hợp kiểm tra, xử phạt, đồng thời vận động các chủ đầu tư, tổ chức cá nhân không thực hiện các hành vi xâm hại cây xanh.